Còn tại thành phố Hải Phòng, sáng hôm nay ngày 29 tháng 12, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố long trọng tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà. Tại đây, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự chia sẻ về công hạnh của Đức Phật A Di Đà cũng như ý nghĩa của pháp môn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Chư tôn đức cùng quý Phật tử đã thành kính dâng hương, cúng dường lên Đức Tử Phụ, cầu nguyện âm siêu dương thái, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.